Mặc dù là những trẻ em hư phạm pháp khi đang còn tuổi vị thành niên, nhưng Tết năm nay, các em học sinh trường giáo dưỡng số 4 thuộc Cục C10 Bộ Công an đóng trên địa bàn xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn được đón Tết với đầy đủ vật chất và trong sự yêu thương đùm bọc của các thầy cô. Sau đây là ghi nhận của Truyền hình Nhân dân. Bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, những thầy cô giáo ở đây đã giáo dục cho các em học sinh thân yêu của mình trở thành những người có suy nghĩ tích cực với một tâm hồn mới và những hành động đúng đắn và lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ. Đặc biệt trong dịp Tết, để cho các em vơi đi nỗi nhớ nhà trường đã tổ chức cho các em đón Tết với đầy đủ mâm ngũ quả, bánh chưng, bánh tét, cây đào, cây mai, mang đậm hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Trong đây được các thầy các cô chăm sóc, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ và tổ chức cho chúng em vui chơi giải trí, văn nghệ và còn cho chúng em chơi trò chơi nhân gian và tổ chức cho chúng em mâm ngũ quả. Đây là nguồn động lực giúp cho chúng em rèn luyện, học tập và sau này trở về hòa nhập với xã hội, chúng em sẽ cố gắng là một người công dân tốt. Trong dịp Tết, các em còn được vui chơi thể thao, kéo co, nhảy bao bố, giao lưu văn hóa, văn nghệ, múa lân, múa rồng, văn nghệ mừng đảng, mừng xuân. Đồng thời các em còn được thầy hiệu trưởng chúc Tết, tặng quà, lì xì năm mới. Về chế độ Tết, các em được ăn tăng thêm 5 lần so với ngày thường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng cho mỗi học sinh 200.000 đồng để ăn Tết.